ghét thân hồn sắm giày chính hãng. Cách đây 4 năm đã có một Croatia thi đấu cực kỳ thăng hòa mà ngay tại vòng bảng, Modric cùng những người đồng đội đã vùi dập Argentina tới 3 bàn không gỡ. Dù không ảnh hưởng tới cơ hội đi tiếp vào vòng trong, nhưng việc xếp nhì bảng đã đưa Argentina chạm trán sớm với một nhà đương kim vô địch sau đó là đội tuyển Pháp ngay ở vòng 1/8. Và kết quả thì ai cũng rõ, Messi đánh chia tay thêm một kỳ World Cup nữa trong sự nghiệp. Và cho đến hiện tại ở kỳ World Cup 2022, Argentina đang trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác sau cú vấp ngã ở trận đấu đầu tiên. Kể từ đó Messi cùng những người đồng đội thắng như trẻ tre từ vòng bảng cho tới tận bán kết. Tại đây, cơ duyên giúp họ có cơ hội đòi lại món nợ 4 năm về trước thêm một lần nữa khi chạm trán với Croatia. Và tất nhiên, ở lần gặp nhau lần này, Croatia đã không còn là đối thủ xứng tầm với La Albiceleste. Với dàn binh hùng tướng mạnh cùng ý chí quyết tâm cao cho danh hiệu vô địch trên đất Qatar, Argentina của Scaloni đã giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 3-0 để tiến vào chơi trận chung kết World Cup 2022 một cách tương đối vẻ vang. Tất cả cùng chạy để Messi càng thêm vĩ đại. Tại World Cup 2022, cứ mỗi trận đấu đã qua, Lionel Messi lại phá thêm một vài kỷ lục khác. Sau chiến thắng tại bán kết trước Croatia, El Pulga đã có cho mình một bàn cùng một đường kiến tạo để vươn lên dẫn đầu trong danh sách vô phá lưới. Đồng thời, siêu sao người Argentina cũng đã chinh phục thêm hàng loạt những kỷ lục như cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup 25 lần. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Argentina tại World Cup 11 bàn sau khi vượt qua Gabriel Batistuta. Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất tại World Cup 8 lần, ngang bằng với Diego Maradona. Và quả thực, Messi đang là một cầu thủ khiến cho tất cả phải thán phục. Để tiền đạo 35 tuổi làm được những điều phi thường như vậy, đó là sự cố gắng của cả một tập thể Argentina. Gần 2 thập kỷ cống hiến trong màu áo trắng xanh, chưa bao giờ người hâm mộ thấy được Messi tỏ ra an tâm về mặt nhân sự. Nhu cầu của Messi về một tập thể ngôi sao hỗ trợ cho anh đang trở nên rõ ràng hơn khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia. El Pulga đã phải vật lộn, phối hợp với những tiền vệ và hậu vệ tầm thường của Argentina khi trước. Cho đến hiện tại, Messi đã không còn duy trì được tốc độ cao hay những pha dây dắt qua 2 đến 3 cầu thủ như trước. Anh chậm rãi quan sát đồng đội để âm thầm đóng góp vào lối chơi chung. Nhìn cái cách mà El Pulga đi bộ trên sân, rồi làm nên những điều thần kỳ tại World Cup 2022, người hâm mộ mới nhận ra rằng Argentina đang có một dàn cầu thủ quá đối chất lượng. Tuyến nào của đại diện Nam Mỹ cũng đầy rẫy những gương mặt, tên tuổi tại các câu lạc bộ lớn của châu Âu. Thậm chí ngay cả vị trí đáng lo nhất của Argentina là vị trí thủ môn giờ đây cũng đã khiến cho người ta an tâm khi huấn luyện viên Scaloni đã tìm ra được một Emiliano Martinez có thừa tài năng đi kèm với những tiểu xảo của một nghìn các đền kiểu mẫu. Như tiền vệ Depo của Argentina đã nói, Lionel Messi từ lâu đã được coi là một vị thánh đối với người Argentina, một biểu tượng của hy vọng, một vĩ nhân, người duy nhất có khả năng dẫn dắt họ đến trước vô địch World Cup thứ 3. Tất nhiên, mọi thứ đều xoay quanh Messi, vì vậy El Pulga không cần phải chạy nữa, tập thể Argentina đang chạy thay cho phần của anh. Thật vậy, một trong những lý do đã biến Argentina trở thành một ứng cử viên cho ngôi vô địch từ trước khi cuộc hành trình tại Qatar chính thức bắt đầu là bởi vì ý tưởng rằng cuối cùng rằng Argentina cũng đã có thể trao chọn cây trượng quyền lực cho anh. Trong chiến tích chinh phục thành công Copa America cũng đã được tạo nên vào năm ngoái, Messi chính là đầu tàu của họ với một phong độ cực kỳ thăng hoa. Khi cả đội tích cực pressing, Messi không cần làm điều đó. Khi Argentina đoạt được bóng, nó sẽ ngay lập tức đến chân tiền đạo 35 tuổi và sau đó anh sẽ có thêm một key pass hoặc một đường kiến tạo. Có thể nói rằng tại World Cup năm nay, Messi đã lùi về sau để làm nền cho những người đồng đội được tỏa sáng rực rỡ nhất. Và rồi việc dẫn đầu danh sách vua phá lưới hiện tại thì chính những người đồng đội đó đã đền ơn cho Messi. Họ biết ơn vì những cố gắng của El Pulga suốt thời gian vừa qua cho Argentina. Khi đôi chân của Messi đã thấm mệt, tập thể sẽ chạy vì anh thêm một trận đấu nữa. Vì chỉ cần một chiến thắng nữa thôi, Lionel Messi sẽ ngay lập tức trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ 21 khi có chức vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Đến lúc đó chẳng ai còn so sánh anh với Cristiano Ronaldo, Ronaldinho hay Ronaldo de Lima. Anh sẽ vĩ đại hơn tất cả và một Albiceleste hùng mạnh hiện tại sẽ nỗ lực hết sức mình vì anh để làm được điều đó. Bình minh mới của La Albiceleste. Không những hiện tại Argentina có được dàn cầu thủ chất lượng mà trong tương lai khi đại diện Nam Mỹ vẫn luôn là một ứng cử viên nặng ký cho mọi giải đấu cấp châu lục, khi những sao mai của họ đang là nòng cốt ở chính chiến thắng gần đây. Ở hàng thủ, Argentina đang sở hữu cặp trung vệ đến từ tương lai Cristian Romero, Lisandro Martinez. Dù còn rất trẻ và tham dự kỳ World Cup đầu tiên cùng nhau, nhưng đóng góp của cặp đôi này là không hề nhỏ. Nhiều pha lan xả cứu nguy khung thành của Argentina còn hơn cả một bàn thắng ghi được. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để người hâm mộ an tâm với hàng thủ của đội bóng này rất lâu về sau nữa. Ở tuyến giữa, Enzo Fernandez đang nổi lên như một sao mai đầy hứa hẹn. Tiền vệ 21 tuổi người Argentina bỗng nhiên trở thành hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Ngoài chuyện phải đàm phán với mức giá trên dưới 100 triệu euro, câu lạc bộ nào muốn có được Fernandez của Benfica hiện thời đều sẽ phải cạnh tranh với sức lôi cuốn ngôi sao của những câu lạc bộ khủng như Real Madrid hoặc Man United. Và luận về chuyên môn, báo giới đã gây áp lực nặng nề cho huấn luyện viên Lionel Scaloni khi bàn dẫn trước trận Croatia mang tính sống còn. Dứt khoát Argentina sẽ phải để Fernandez đá chính ở hàng tiền vệ. Rốt cuộc, quả là đúng như vậy, Fernandez đá chính, Argentina thành công và Scaloni là một trong những người có tầm nhìn chiến lược. Huấn luyện viên 44 tuổi đã thay đổi hàng loạt những vị trí dẫn đến thành công trong hành trình trở về từ cõi chết của Argentina. Và thay đổi đó thì ai cũng thấy Enzo Fernandez nổi lên như một ngôi sao mới của vòng bảng. Chính anh là người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 trước Mexico từ đường chuyền của Messi, và Fernandez cũng trở thành cầu thủ trẻ thứ nhì trong lịch sử ở độ tuổi 21, 10 tháng 13 ngày ghi được bàn thắng cho Argentina ở đấu trường World Cup, chỉ thua mỗi Messi. Nhưng nếu nói đến đầu tàu tương lai của Argentina thì chỉ có một cầu thủ trên hàng công là người được tin tưởng cho điều đó, không phải Lautaro Martinez mà chính là Julian Alvarez, ngôi sao 22 tuổi tới từ Man City. 11 năm trước, cậu bé Julian Alvarez sẽ được chụp ảnh cùng Lionel Messi, nhưng ngày hôm nay, tại bán kết trước Croatia, anh đã ghi một cú đúp và cùng người đàn anh đưa Argentina vào trận chung kết World Cup 2022. Phút thứ 32, Alvarez thoát vào vòng cấm và bị thủ thành Livakovic phạm lỗi, kiếm về một quả phạt đền để người đội trưởng Lionel Messi mở tỷ số cho Argentina. 7 phút sau, tiền đạo 22 tuổi dễ dắt từ giữa sân vào cấm địa rồi ghi bàn nhân đôi cách biệt. Messi chạy đến ôm và chúc mừng cho Alvarez. Những khoảnh khắc đặc biệt hơn cả thế ở phút thứ 69 khi Messi dây bóng độc diễn vượt qua trung vệ Radion để chuyền dọn cỗ cho Alvarez để bóng cận thành nâng tỷ số lên thắng đợi 3-0. Đây là bàn thắng thứ tư của Alvarez tại World Cup 2022, nhưng đây cũng là bàn đầu tiên được Messi trực tiếp kiến tạo. Tiền đạo 22 tuổi chạy đến tri ân người đội trưởng và họ ôm lấy nhau ăn mừng suốt vào chung kết. Ngay cả trong mơ, tiền đạo 22 tuổi có lẽ cũng không thể hình dung được những gì vừa mới diễn ra. Julian Alvarez biết đến trái bóng khi hơn 3 tuổi, lúc anh lên 5 tuổi, Messi đã chơi trận đầu tiên cho Argentina. Tiền đạo sinh năm 2000, thần tượng M10 từ khi đó. Qua 20 trận cho Man City ở mùa giải năm nay, anh ghi được 7 bàn. Alvarez cũng tới với World Cup 2022 với tư cách là cầu thủ dự bị cho người đàn anh Lautaro Martinez. Tuy nhiên, sau 2 trận đá chính gây thất vọng, Martinez để mất ngay vị trí đá chính vào tay của Alvarez và kể từ đó số 9 chơi bùng nổ. Trong 4 trận đá chính tại World Cup, anh ghi 4 bàn, nhiều hơn gấp đôi những gì mà cựu tiền đạo Sergio Agüero đã làm được cho Argentina. Che giả, mắc mọc, đây chính là điều mà người hâm mộ Argentina mong mỏi từ rất lâu và giờ đây nó đã hiện hữu. Không bây giờ thì bao giờ. Với sự thăng hoa từ mọi tuyến trên sân, Argentina còn có nhiều cơ hội để thắng đậm hơn, nhưng 3-0 cũng là quá đủ với Messi cùng những người đồng đội. Trên sân Lusail, chứng kiến thầy trò Lionel Scaloni bị Saudi Arabia quật ngã trong ngày ra quân, nhưng cũng là nơi Argentina đã trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt để lần thứ 6 bước vào chung kết World Cup. Hình ảnh có phần xấu xí ở trận đấu gặp Hà Lan đã bị bỏ lại ở phía sau, và cũng chính tại Lusail, Messi có thể chạm tới thứ mà anh khao khát nhất trong phần còn lại của sự nghiệp khi Argentina gặp Pháp hoặc Maroc ở trận chung kết. Từ một đội tuyển bị nghi ngờ về tham vọng vô địch World Cup 2022, nhưng chính bằng thực lực của mình, Argentina đã đi đến trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dưới con mắt đầy thán phục của giới chuyên gia cũng như người hâm mộ của đội tuyển áo trắng xanh này. Pháp hay Maroc giờ đây cũng chẳng còn quá quan trọng với Argentina nữa. Họ không quan tâm đối thủ sắp tới có là ai đi nữa. Messi cùng anh em văn phòng chỉ nghĩ tới một chiến thắng. Chỉ cần một lần ăn mừng nữa thôi, tất cả sẽ nói về Argentina, một Lionel Messi thiên tài và một Messi quá đỗi vĩ đại trong kỷ nguyên của riêng mình. Hãy cùng nhìn nhận về trận chung kết để xem Argentina có thể làm nên lịch sử của World Cup quá nhiều cơn địa chấn này hay không. Còn bây giờ, các bóng đá xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo các bạn nhé.